một chữ thôi. Dễ, đây là dễ, đây là dễ thương, dễ mến. Chúng ta mong muốn lắng nghe ý kiến của mẹ Quỳnh Hoa. Cái dễ thương của bé ở đây á, là nói về cái bề ngoài hay là về tính cách ạ? Đây dễ thương này ẩn trong ẩn ngoài. Anh ơi, anh cho tôi hỏi một câu á, là mối quan hệ của anh với con gái có tốt không ạ? Bố cháu vậy á, là ly dị với mẹ cháu, là lúc cháu còn 53. Tôi là cha dượng. Dạ. Coi nó như con ruột và chăm sóc nó vậy từ nhỏ tới lớn. Anh với mẹ của cháu là có con riêng không ạ? Không, chúng tôi không có con riêng. Chúng tôi vậy á, là cũng sợ cái cảnh mà con chung con riêng. Thành ra do đó mà chúng tôi nhất quyết của vậy á, là không có để con riêng nữa, mà tập trung cho một đứa. Anh sợ như vậy coi như anh hy sinh cái quyền làm cha của mình để anh làm cha của cô bé này. Đúng vậy. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm của ba Đăng Thông dành cho bạn Diệu Thơ. Và bây giờ chúng ta tạm rời xa chiếc ghế thứ hai, đến với mẹ Tường Thắm, mẹ của bạn Trang Anh. Nói từ khóa của Trang Anh con mình thì mình dùng cái từ tiền. 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 Cô có thể nói rõ hơn về cái từ khóa đó được không ạ? Như tiền thì nhìn, mình mới nhìn vô mặt Trang Anh đó, thì mình nói mình nhìn giống như là thằng tiền, tại Trang Anh trầm tính ít nói á. Nhưng mà tiếp xúc với Trang Anh lâu dài thì Trang Anh sống có tình cảm lắm, chia sẻ đồ cũng dễ thương, dễ mến lắm. Dạ vâng, có nghĩa là nhìn mặt thì lạnh như tiền nhưng mà trong lòng thì rất là ấm áp và rất là sống chân thành đó, đúng không cô? À đúng ạ. Dạ vâng. Mẹ Quỳnh Hoa có những câu hỏi nào dành cho mẹ của Trang Anh không ạ? Thế thì sau này nếu như mà cô bé lập gia đình á, thì không, tôi không biết rằng là cô bé có quán xuyến hết một gia đình và coi mình là người quyết định chính trong gia đình không ạ? Thì cô bé đã tự lập rồi, cô bé đã cứng rắn rồi, ăn thua thì hai đứa nó quyết định thôi. Hôm nay con gái của mình có đến cùng với lại bố không ạ chị? Không, gia đình em thì với ông xã thì đã ly dị rồi. Hai vợ chồng mình đã ly dị lâu chưa chị? Ly dị cũng được 7 năm rồi. Một mình nuôi con thì chắc là vất vả lắm chị hả? Bởi vậy bây giờ tôi mới hiểu là tại sao cô bé có cái cá tính và tự lập như vậy. Vâng, chắc có lẽ là mẹ Quỳnh Hoa đã hiểu hơn về bạn Trang Anh cũng giống như là từ tiền. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vị phụ huynh thứ tư, đó là mẹ Kim Vân của bạn Xuân Trúc, với từ khóa ạ. Từ khóa cho con gái Xuân Trúc của tôi là mỏng. 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 Mỏng anh. Mỏng này nói về sự mềm mỏng của bé, đồng thời dáng dốc cho đến tính cách thì luôn luôn là nhẹ nhàng, mỏng manh. Thế cô bé là hàng ngày là ngoài cái công việc hay học của mình thì cô bé có phụ giúp gì trong cái việc gia đình, ví dụ như là nấu nướng hay là dọn dẹp nhà cửa không ạ? Bé cũng thích về cái phần nấu nướng, nhưng thật ra dì cũng dành thời gian đi học, rồi bây giờ là đi làm, thành ra là cái việc bếp núc nó cũng bị hạn chế. Vì vậy bé chỉ biết nấu những món ăn gia đình thôi, chứ còn những món cao lớn hơn nữa thì bé không làm được. Cho tôi hỏi một câu á, là cái sở thích của bé là gì ạ? Bé thích ca hát nè. Như bây giờ bé làm nhân viên văn phòng, nhưng vẫn làm thêm nghề idol livestream và ảnh mẫu tự do. Cô cháu hỏi là nếu chấm điểm mình thức thì cô cho con cô bao nhiêu điểm ạ? Con gái cô á là bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.